khóc cho dân tộc. Và đương nhiên không phải chỉ khóc cho dân tộc Việt Nam, chúng ta khóc cho những người bạn ở Tây Tạng, chúng ta khóc cho những người Campuchia, những người Campuchia kia, chúng ta khóc cho tất cả những cái dân tộc bị đàn áp.